Chào các bạn, và đây là cái thiết bị phát sóng wifi từ sim, và mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách cài đặt. Đây là một con com này, và các bạn cắm vào và các bạn log in vào cái mật khẩu của admin. Mật khẩu log in của cái thiết bị này ấy, nó sẽ có ở dưới cái phần modem, nó cái ghi trên modem. Và các bạn nhớ mật khẩu log, cái địa chỉ log in của cái nó là 192.168.100.1 nhé. Dạ, log in cho địa chỉ nó. Ở dưới này là tên modem của nó là Qualcomm, các bạn nhập là admin. Bây giờ ở dưới này cũng là admin. Các bạn nhớ quan tâm sản phẩm đến dưới phần đường link ở dưới description của video này. Ở đây có một số tiếng Anh, tiếng Trung thôi, tiếng Trung và tiếng Trung giả thể. Bây giờ chọn login. Sau đó các bạn sẽ thấy ở trong thiết bị modem của chúng ta ở home này, phần 3D setting này, phần wifi setup này. Đấy. Cái này cũng không cần quan tâm mấy, chủ yếu là quan tâm ở cái phần modem wifi. Là các bạn vào trong phần wifi profile, wifi security. Dạ. Đấy, wifi profile này, đây là cái tên thiết bị này, mình ghi là trường đỉnh cao. Đấy. Xong ở dưới này là nó sẽ cho bao nhiêu thiết bị để truy cập. Đấy, ví dụ như bây giờ một thiết bị phát này, các bạn cũng có thể là giới hạn cái tốc độ, số lượng truy cập. Max tối thiểu là số lượng truy cập là bao nhiêu. Ví dụ như mình chỉ cho 2 thiết bị truy cập modem wifi này thôi thì các bạn cũng có thể làm hoàn toàn được. Ví dụ như bây giờ có rất nhiều thiết bị truy cập vào modem của chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ cần giới hạn cho thiết bị đó chỉ cho 5 thiết bị truy cập thôi, thì tối đa nó chỉ 5 thiết bị truy cập thôi, 6 thiết bị truy cập là nó sẽ không chạy được. Đấy, ví dụ như đấy là giới hạn chỉ có cho 5 thiết bị truy cập, hoặc là chúng ta chỉ có cho 3 thiết bị truy cập. Đấy, chỉ có 3 thiết bị là truy cập được thôi. Đấy, ví dụ cho 5 thiết bị chẳng hạn, tối đa nên là nó 5 thiết bị truy cập, thì nó chỉ là cho 5 thiết bị truy cập. Lớn hơn 5 thiết bị truy cập cùng lúc là nó không chạy được. Số channel này, đấy, đỉnh cao. Ở đây wifi only, các bạn chọn only, trường đỉnh cao. Đấy, nó đang set up lại. Đó, và các bạn đấy vào phần 3D wifi security. Mình sẽ vào phần wifi security. Đấy, nó đang set up lại. Vậy bây giờ nó sẽ hiện lên cái trường đỉnh cao ở đây. Các nhìn chưa? Đấy, chờ nó một tí. Nó đang kiểu như nó đang chạy lại ấy. Đấy, trường đỉnh cao nó đã hiện lên. Bây giờ mình sẽ copy mật khẩu login của cái trường đỉnh cao này là, chờ nó một tí. Từ từ đã. Đây các bạn xem ở dưới này này. Hết là cái đây này, các bạn sẽ xem cái thông tin của nó ở đây này. Đây này, thông tin của nó ở đây này, các bạn xem này. Đây là cái tên thiết bị của nó này, và cái IP của nó 192.168.100.1, và password của nó là admin. Và cái mật khẩu wifi của nó 1245678.90. Dạ, 1245678.90. Bây giờ mình sẽ cắm vào để chạy cho các bạn xem này. Đấy, mình lại cắm vào rồi. 1245678.90. Rồi đó, nó đang chạy này. Bây giờ mình sẽ hiện lên modem wifi của mình nha. Đấy, trường đỉnh cao chuẩn bị xuất hiện. Đấy, nó trường đỉnh cao. Rồi các bạn, hôm nay là hết ngày rồi nhỉ. Hôm nay là 5:32 rồi. Hết ngày nhanh quá các bạn. Mình múa mấy cái video nhưng mà hết một ngày rồi. Phí quá. Đấy, các bạn sẽ bấm connect và 1212345678.90. Được dạ. Sau đó mình nhấn next. Đấy. Sau đó nó sẽ kết nối. Đấy, nó đang kết nối vào trường đỉnh cao. Bây giờ quen má thì ngay luôn. Cái đồ. Nó ra sản phẩm không? Má đi. Có đâu? Có. Đi. Có xem nào.
chờ nó nha, nó chuẩn bị hiện lên đấy, nó đang xét lại đấy, trường đỉnh cao nó đã hiện lên phải không ạ. Bây giờ các bạn sẽ login vào cái trường đỉnh cao, mật khẩu mặc định của nó 123456789 0, được chưa ạ? Đấy, đấy, trường đỉnh cao đã được kết nối nhưng mà không có internet, các bạn cần phải có sim 3G vào. Và các bạn nhớ là vào phần profile để cho chúng ta set up lại password của nó, bảo mật password. Hoặc là các bạn không cần mật khẩu cũng được. Không cần mật khẩu ai cũng có thể vào được. Có mật khẩu, đúng rồi, có mật khẩu để mật khẩu mặc định. Mật khẩu mặc định là 123456789 0. Ở trên cái chip modem này nó sẽ có. Đó. Đây các bạn muốn đặt thế nào các bạn cũng đó. Đó đó là cái đặt nhá. Đó, ok các bạn. Còn đối với trường hợp mà các bạn không nhớ mật khẩu, các bạn reset ấy, thì các bạn cần phải là cài đặt cái app driver của cái modem HSPA USB modem thu wifi này. Các bạn hiểu rõ chưa? Hiểu rõ chưa? Rõ rồi. Đấy, cái thiết bị này nó hỗ trợ với các bạn là reset lại cái modem về cái mặc định của nhà sản xuất luôn. Factory reset đó. Giống như các bạn đặt lại gốc cái điện thoại đó. Rồi ok các bạn nhá. Hẹn gặp lại với các bạn ở những video lần sau. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ tham khảo cái đường link ở các bạn nhớ tham khảo sản phẩm ở cái đường link ở dưới phần description của video. Chúc các bạn một ngày tốt lành.